Hi, xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Hiện tại thì mình vừa mới ngủ dậy và đây là ba đứa con của mình. Các bạn thấy mệt mỏi không? Chị lớn nhất thì đã 8 tháng tuổi mèo. Tính ra đã hơn 10 năm tuổi người rồi nhưng mà vẫn thích bố mẹ đây. Sau này em sẽ vô bú ký. Có thể là do hồi đó tách đàn nhỏ quá nên là mới như vậy. Còn đây thì là em giữa nè, em giữa tên là Ruby. Nó đang giặt một cái gì đó trong đó. Đây, chào mọi người đi con. Baby Tháo ơi, Tháo. Các bạn nhìn nó có màu lông, nó có giống cái mèn không? Hôm bữa mình dẫn bé đi thú y á, thì bác sĩ thú y bảo là bé này không phải là tam thể đâu, bé là lim luốc. Thật sự luôn á, mình có thể nhìn ba đứa con của mình chơi cả ngày luôn á. Dễ thương cực kỳ. Xem này mình mới thấy con mình đứng hai chân. Để mình làm lại xem. Hay vậy lại. Lại chút, đứng nữa. Đứng xíu nữa coi. Đây là chiếc view nhẹ toàn cảnh thành phố từ cửa phòng của mình đó. Sáng sớm thì mình sẽ pha một ly cà phê. Cái nhỏ nó quấn người cực kỳ luôn á, xem nè. Mình đi đâu bé bị thế, dễ xíu á trời. Cái thì hồi nhận nuôi cho không thấy lớn nha. Các bạn xem có xinh đẹp không này. Và mình sẽ tiến hành pha cà phê nha. Bỏ cái này lên. Xong bỏ cái ruột lên. Đấy, mình sẽ biến thành chế cà phê vào đây. Xem này, mình làm gì tụi nó không nhìn hết trơn. Biết là hay học hỏi hay là không có điều kiện nữa, mệt mỏi luôn. Ở trên Đà Lạt có một cái tiệm rang xay cà phê nguyên chất tại chỗ rất là lâu đời, những khu Hòa Bình đó. Cái hôm mà từ Sài Gòn lên đây mình đã thèm tới nỗi mình phải liên chạy lên đó liền, mua liền nửa ký cà phê. Chị ơi, cho em nửa ký cà phê, em muốn cà phê đen không chua. Đó, chị làm sao đó chị làm nha. Mua trước cho em nửa ký thôi, muốn tiếp. Đó, thế là uống cái giờ gì. Còn lắc cho nó thẳng nữa. Xong bỏ cái nắp vào, để nước sôi vô thôi. Các bạn có thấy cái phin cà phê này nó rất là hoài niệm không? Đó, một chút cà phê để chúng ta ngâm cho nó nở nha. Để tầm 10 giây. Đây là tàu thị tháo nhà mình. Đó, lưu bị. Đó. Trời, sao tụi nó có thể dễ thương như vậy. Đây. Trời, tụi nó còn thích phơi nắng hơn mình luôn á. Sáng sớm nào mình cũng thấy tụi nó lên đi phơi nắng nè. Hơi ngược sáng nhưng mà các bạn có thể thấy là bầu trời hôm nay rất là đẹp không. Nói chung mình không phải là người ghiền uống cà phê hay là sành điệu gì. Mình chỉ là thích uống cà phê để bắt đầu một ngày mới thật là năng động và hay ho thôi. Nên là có thể mình chế nước hơi nhiều hay cái gì đó thì các bạn cũng bảo bá cho mình nha, đừng. Thiệt luôn á, video này mình quên bơ hơi nhiều. Miu 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 miu. Buổi sáng thực sự thật là yên bình. Hôm nay thì mình sẽ thử cái món mì này nhé. Mì cay gì đó, hình như là có phô mai sao, vì nó có phô mai nên mình mới mua. Mình nghĩ là cái loại mì này thì sẽ không có xa lạ gì với nhiều bạn đúng không nè. Đầu tiên là sẽ nấu cho nó chín, xong đổ nước đi, xong rồi trộn gia vị thôi. Nhưng mà mình vẫn thấy nó xinh đẹp và nó ngon nên là sáng nay chúng ta sẽ cùng nhau review cái món này. Ăn không hai đứa? Em không hay đến nhiều chuyện à. Giờ thì mình đi nấu nha. Mình đang mang mì xuống dưới bếp nấu thì nhận ra là cái vườn hồng sau nhà mình nghe các bạn nhé. Vườn nhà hàng xóm. Nhưng mà đẹp quá nè. Bây giờ đã bắt đầu đầu mùa hồng Đà Lạt. Đó, các bạn thấy không?
Nước sôi này mình sẽ bỏ mình lại ra. Chờ năng lượng. Chờ một thứ hai đầy năng lượng. Xem này. Đây là mì sau khi mình đã trộn và đổ nước đi nha. Và mì nó rất là ngon luôn á. Sau đó mình sẽ tiến hành trộn với gia vị. Thì trong này chỉ có hai gói gia vị như thế này. Một gói là sốt và một gói là bột. Kiểu như hành hay là gì đấy. Cắt trộn vô luôn. Mình là tín đồ mì cay luôn á, thật sự. Những lúc mà vui, ê đi ăn mì cay mày. Buồn, ê đi ăn mì cay mày. Không vui cũng không buồn, ê đi ăn mì cay đi, hiểu quá. Mình không biết nữa, có thể là cái vị cay. Cay mà chỉ cay ngọt ngọt, có cái nước dùng của nó hơi ngọt, các bạn có để ý không? Nó có thể gây nghiện hay sao á. Nhưng mà một suất mì cay như vậy là 49.000 trên Đà Lạt á. Giá mặt bằng chung thì sẽ 40-50 ngàn rồi. Mình thấy với cái sự đam mê của mình thì hơi nhiều nên là mình hay mua mì về mình tự ăn lắm. Đây. Ý cái này là bột phô mai nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn nó lên. Lúc đầu là mình tính thử cái gói mì cay ít hai rồi, nhưng mà mình nghĩ mới sáng sớm mà ăn cay á thì thôi, cái đó mình để cho buổi trưa hay buổi chiều gì đó nha. Mình sẽ thử cái gói mì phô mai này. Nhìn nó ngon không nè. Trộn nó. Mình sẽ trộn như thế này. Lúc mà mình vừa mới chén mì mình đem lên đó, mình đổ nước xong mình đem lên. Trời, mấy đứa con của mình nó bu vô mình phải đem đi cất á. Mình nói mẹ xấu tính luôn. Nhưng mà không xấu tính thì lấy cái gì qua cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy không? Nhân vật này mỗi lần mà thấy ai, bất kỳ ai ăn gì hay uống gì, chỉ cần mà cầm một cái gì đó chuẩn bị bỏ vào miệng thôi mà không cho nó là nó sẽ không hiểu luôn á trời. Nhà này đâu có ai như vậy đâu trời. Mời cả nhà nhé. Xem cái cọng mì thật sự nè, ngon không trời ơi. Cay. Mình nhào các bạn này cay. Đó. Nhưng mà nó có cái bột phô mai béo rất ngon. Trời cay ghê hồn luôn á. Mì gà cay phô mai. Các bác. Nó cay hơn cái gói mì cay Sơn Giang nhiều. Hay là do sáng sớm mình chưa ăn gì để mình cảm thấy nó như vậy. Chai dưới hai cặp, không biết là ăn được không mà xin nhiệt tình nha. Bây giờ mình mới thử mình nữa, cay bắp. Nếu như mà so với mì cay 7 cấp độ này thì cái này phải cay này phải 2.5 cấp 3 đó. Mà cái này là ăn nguội nha. Nó là mì trộn, còn trong khi mì cay bình thường mình ăn đó là mì nóng thì nó sẽ tăng cái độ cay lên. Nè. Khó các bạn. Thanh niên này ăn cay xong giờ mặt phê. Mà chuyện cay và ngon ra được không có gì diễn tả nữa. Sợ thì sợ mà xin cứ xin. Sợ mà xin thì xin. Sau khi ăn sáng xong thì mình sẽ mặc áo khoác đi làm thôi. Đây là cái video này nó chỉ ngắn gọn như vậy, chỉ là một cái routine buổi sáng của mình ấy. Các bạn hãy xem nó như là một vlog chiêu chiêu ý. Mèo chiêu chiêu thôi nhé. Cay thật sự á. Nhiều rất ngon. Rất ngon. Mình sẽ mua thêm nhiều mì này để trữ ở nhà nữa. Nhiều lúc cân ghiền mì cay ập tới. Cái gói này đúng là cứu cánh luôn.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa nha. Và đừng quên ấn cái chuông bên dưới, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Bye bye.